một trái sau lưng ơi, giữ sau lưng chị Ngọc ơi. Lục ơi, trái lên Lục ơi, trái cuối cùng sau lưng Lục ơi, trái cuối cùng sau lưng Lục ơi. Chị Ngọc còn 3 trái, chị Ngọc còn 3 trái. 3 trái. Dạ, đúng rồi. Dạ, đúng rồi. 3 trái. Dạ, đúng rồi. Đứa nào đây? Em là ai? Em Ngọc. Có cầm cái gì không? Không có gì hết. Ok. Vậy thôi. Gói vẫn còn, gói vẫn còn. Lái thiêu tỉnh nào? Hậu Giang. Hậu Giang. Ủa tự nhiên bị hai cái vậy? Sai hết. Lái xe mà Hậu Giang. Sai. Cuốn sai. Đền cái nữa, Lái xe mà Hậu Giang. Lái thiêu từ Bình Dương. Bình Dương nha mọi người. Lái thiêu từ Bạc Liêu. Từ Bạc Liêu. Gia Nghĩa thuộc tỉnh nào? Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông. Yeah. Đắk Nông. Hey. Đừng chơi địa lý nữa được không? Đừng có đội mà. Chuẩn bị. Rồi chú. Bạn đừng chơi địa lý tội nghiệp tôi lại. Bây giờ em mới đợi này luôn. Bác anh dịch luôn phải không? Vậy là con mình anh bắt sùm lum rồi đó. Vậy là con mình anh bắt sùm lum rồi đó. Trời đầu tiên sẽ là em Tiến Cường, em là Trương Thế Vinh. Thôi em với chị Dạ. Hai tụt. Khánh khỏe quá, đẩy em cái nãy bay mấy phát. Giờ anh không có sợ em ở đâu Dạ. Rồi xin mời cặp đầu tiên. 2, 3 bắt đầu. Tới chị Ngọc. Tới. Rồi đó. Ở trên cao quở xuống. Vô xin đúng rồi. Một cái rồi. Vô. Vô. Đúng rồi. Tới luôn. Sau lưng. Che ra sao lại. Trời ơi. Đúng rồi. Tới luôn. Chừng nào mới bể. Cái này gắn cái đinh. Đúng rồi. Sắp nó cà luôn Ngọc. Bên phải rồi. Còn một trái sau lưng. Một trái sau lưng chị Ngọc ơi. Chị Ngọc còn 3 trái, Ba trái. Dạ, đúng rồi. Dừng lại. Cái gì vậy? Cái miệng em đập vô mỏ tôi mà em la cái gì vậy? Ở hai người là cái miệng với cái mỏ cũng giống nhau mà. Đúng rồi má. Buông tay nào. Bình thường. Xịt máu mũi rồi. Lần chơi với Ngọc là không cày duyên cấp dãy đúng không? Anh cũng đánh em nè, xung tay xung chân. Không, tôi đỡ em không đó. Lượt đầu tiên là Ngọc thắng. Lượt thứ hai vô. Hai chị em mình bỏ cây này được không em? Hay em bỏ chứ em đánh lỡ chúng chị Ngân. Không biết, tôi không cần biết. Vậy mà anh Luật chưa bao giờ nói với tôi câu đó. Lỡ đánh chúng bé Ngọc. Chưa bao giờ nghe được câu đó. Bà Quýnh nè, coi lỗ tai là còn đỏ nè. Đánh lỗ tai anh không hả? Bập. 3, 2, 1, go. Go. Bước lên Khánh, bước lên. Đúng rồi, đứng, đi lên như đây Khánh. Đúng rồi. Vô Khánh. Khánh ơi. Ở đằng sau, ở đằng sau thôi, ở đằng trước. Hết rồi.
Dừng lại, dừng lại. Hết rồi. Dừng lại. Ở lượt này Thúy Ngân thắng. Tại vì á lúc mà Khánh á lấy bóng của Thúy Ngân, Thúy Ngân vẫn còn bóng mà Khánh đã hết bóng rồi. Tại vì em biết sao không? Em ôm em giữ trái bóng nó giùm cho Ngân quá trời luôn á. Ủa trái bóng đó của chị hả? Chứ mày của em hả? Ủa em tưởng trái bóng đó của em. Ủa vậy mình chơi chi nữa? Phải chơi em. Phải chơi. Sao lại không chơi? Trời ơi cái con gà lôi này. Tôi sẽ bóp nát bóng của anh. 3, 2, 1, go. Đau lắm. Bước tới là thấy luôn đó dạ. Bước tới là thấy luôn, đúng rồi. Vinh, chụp chỉ lại. Còng hai cái tay chỉ lại. Còng hai cái tay chỉ lại xong rồi bóp. Lôi Vinh ơi, lôi Vinh. Tiến lên đi Vinh, tiến lên. Sau lưng anh, đằng sau lưng, đằng đúng rồi. Đúng rồi, bóp luôn, đúng rồi. Bay không? Ở dưới nữa ra, xong rồi xong. Quay phải và phía trước một cái. Chuyến này lành ít dữ nhiều rồi. Đường Thế Vinh thắng. Trời ơi bẻ cổ dạ luôn. Nó hận con dạ dữ vậy trời. Cái trời này sao nhanh dữ. Anh sợ tôi chưa? Thôi anh ơi. Anh thắng đàn bà anh vinh dữ quá. Đàn bà thì anh phải nhường nhưng mà em thật không. Trò chơi này đội bên mình thắng tuyệt đấu. Mình phải ngọc. Đúng rồi Ngọc, đúng rồi. Ở trong mặt quá, trong mặt quá. Đề Khánh không được mở bất kiến ra. Ủa, đúng rồi. Vinh, Vinh làm được chưa? Đeo vô. Ủa, em đâu, em đâu? Đeo vô. Ủa là sao? Không được mở bất kiến ra, nói rồi mà. Ủa? Đi đâu hả? Đi xuống làm quay phim hả? An toàn. An toàn gì dưới đây? Đau quá, té xe đó đau quá. Nè ai đạp em vậy? Anh Luật á. Ủa? Anh Luật á. Ủa? Anh đạp tôi té xuống đây đau. Đạp hồi nào? Như vậy là lượt đầu tiên người bị loại là Quốc Khánh. Em không có gì? Em mở mắt kiến nha. Ai cho mở bất kỳ người ta nói từ đầu rồi. Em đứng lên đây nè.
Để bà đại vô. Ủa dạ dạ, tự nhiên dậu ở đây làm chi? Em chia ra. Kệ người ta đổi. Ok, okay. Đứa vậy chia, tôi chia luôn. Rồi chết là ngọt rồi. Rồi đem bà đại vô. Để bà ê, vô. Ê, tôi thấy em còn hí hí rồi nha. Hí đâu mà hí. Hí đâu mà hí. Đem bà kính vô. Chiến lược đem vô. 3, 2, 1, xoay. Ủa xoay nữa, đừng xoay vào mày được không anh? Thôi. Ngược lại đi, xoay ngược lại đi. Ấy da, chạy trong mặt thì luôn. Ấy da, ôi má ơi. Em Ngọc. Có cầm cái gì không? Không có gì hết. Ok ok ok. Vậy thôi. Gối vẫn còn, gối vẫn còn. Gối vẫn còn mọi người ơi. Trời, Diễm My ngồi rất bình thản luôn, không ai đụng tới đó luôn. Ủa sao anh Lực? Em nghe giọng anh, em tưởng anh đang cướp được rồi chứ. Đang ngồi đâu rồi? Đã thấy đường chắc luôn á. Khán giả chỉ mà. Khán giả thương em. Như vậy ở lượt này, tiếng Luật bị loại. Cho tôi loại luôn mấy vòng sau được không? Không, không. Rồi, vào vị trí bắt đầu. Ba. Từ từ anh ơi, từ từ. 2, 1, xoay. Rồi. 1, 2, 3. Lan Ngọc là xoay nhiệt 4, tình nhất luôn á. Lan Ngọc là chơi đàng 5, hoàng nhất luôn á. 4, 5, 6, 7. Là bây giờ trang giang nhất luôn. Em bị tiệm tình anh ơi. Không, đừng có bỏ quên. Ai vậy? Dạ, dạ đúng không? Đừng có bỏ quên mà dạ. Bánh nào? Đây rồi. Anh đâu có đâu dạ. Anh đâu có đâu dạ. Vẫn còn rất nhiều, vẫn còn rất nhiều. Ai đấu chiếc giày ghê vậy? Thôi mời quay đi kia. Là người không tìm được chiếc gối. Rồi như vậy là đội thua cuộc, đội nước mắm rồi, không cần bàn cãi gì nữa. Đội nước mắt đã giành được chiến thắng đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc mừng. Có ai không hài lòng mà thách đấu gì không? Em muốn thách đấu với anh Luật. Em muốn thách đấu với anh Luật. Rồi, đúng.
đẩy lên, ai thua là một chầu nước bên chỗ quán vinh luôn. Ủa sao không quán em? Không, quán em mình không sẽ thua. Vậy em thua em mua quán em. Em mua quán em, quán ok em. Ok ok. Anh thua anh mua quán bên Vinh. Lên trên là được. Ok em gái. Hay quá. Hay quá. Kêu nước lần nhé. Ai ba lần đi đầu tiên để em quýnh anh được chết một, thì thôi. Hai con gà này ổng dễ liệu lắm, đếm từ từ thôi xong rồi cái cuối dứt ổng đập nha. Rồi đập nha. Một hai trời ơi nhìn đếm nè. Ba. Bé Ngân ngồi xuống đi, em không được đứng lên. Rồi một không quay gì bây giờ vậy mình chơi lớn, mình đưa mặt về luôn, thua là bị gõ luôn. Ok chưa, còn không là đỡ được luôn chứ còn ngồi vậy là nhưng em mà anh dạ biết không thấy. Anh ngồi vậy là chị dạ phan cái này vô mặt anh rồi. Anh chịu ok nhưng mà anh ngồi vậy nha, anh lỡ em phan được tiếp theo vô. Một hai ba dạ đâu dạ đâu dạ đâu sao dạ đâu sao không được hai cái vậy. Ủa thì tôi vừa đỡ tôi vừa đập có gì đâu, đâu rồi sao nào hai đứa em chụp đúng rồi. Rồi rồi Đan Huê. Đan Huê một tôi thấy vậy nè, ví dụ như với của trời thứ hai đứa này nè nó sẽ nhanh hơn á, hai này làm toàn động tác chậm quá. Một hai nhanh luôn ba ba bốn thôi rồi bố đây bố cô đây em quất rồi không có thì em ơi bị dạo này trời ơi cái này phải chơi một hai ba nó mới hấp dẫn rồi. Đúng rồi lôi cho là một hai ba liền cái cuối đi cái cuối đi cái cuối hai ba gì tôi ba cái rồi xong rồi chú tới tôi làm chú này. Ai thắng rồi ai thắng rồi tôi thắng rồi. Một hai ba quýnh không em đúng hướng mà em chỉ không em bị nhìn theo người ta mà đúng là sai rồi em theo cùng hướng em nhìn theo người ta là em mua mà anh mua là em đập chỉ là dạ đập là đúng rồi tự nhiên nguyên đám máy rồi chứ rồi em bị ngáo luôn ấy ấy chứ rồi em bị ngáo luôn em tự nhiên thắng là nguyên đám quýnh tôi hội đồng vậy. xin lỗi em liệu nè anh làm cho em thấy nè. Ok bỏ cái nào mày qua bên đi, này quýnh anh bao giờ mới đau trời ơi là trời. Một hai ba đúng rồi. Đúng rồi. 3-2 1-2-3 đánh lượt đúng rồi. 3-3 thôi đều thôi có gì đâu. Thôi dẹp cái này luôn đi. Chơi lại chứ. Quất luôn thôi khỏi đợi. Em mới liệu cái vô nhá. Để em. Để anh dạy. Để anh cho. Đánh anh nhìn chết luôn cho em nha. Nhìn chết liền. Anh cho em chơi nhanh nha. Đúng rồi. Ủa không cần đồ đỡ luôn hả? Không. Đỡ gì hết. Đỡ ok. 1-2-3 Đập lên. Ủa cái đồ đỡ đâu? Đập lên. 1-2-3 1-2-3 1-2-3 Quê. Ông có quê. Em thắng ăn, đang ăn bán. Em thắng mà. Rồi, 3-2 lượt này, Ngọc thắng. Em chết vô đây ngồi. Thôi không có khiên kiết gì nữa, mới đỡ cho ai luôn. Mới đỡ đi, thua rồi chịu ơi. Cái người giành khiên là tôi hoặc là Tuân. Đúng rồi. Ok, đứng ra đi. Ê, quýnh người nào quýnh người đó nha. Hiểu quá. 1-2-3 Ngân bắn chữ 2-3 Ơi, em không có quýnh chị nha. Chưa có quýnh tụi không né là vô đầu chị rồi. Em bị quán luôn, mình không biết ai thắng cái thua luôn hả? Không, bên này đổi ngược lại. 1-2-3 Đúng rồi.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thấy đội của ta đẹp không? Đúng, đúng, đúng rồi. Sao anh không chụp cái này đỡ chưa, tôi? Chưa mà. Tôi sợ tôi chưa chụp bạch quýt như nào. Ai vô được okay, anh đỡ cho em luôn, anh đỡ cho em. Anh đỡ cho em được chưa? 1, 2, 3. Đúng chưa? Bây giờ lại nè, em làm em tập được thôi nè. 2-1 rồi phải không? Đúng. Vậy em thắng rồi, 2-0 rồi. Em chỉ lại á. Từ từ từ, giờ nếu mà cùng chiều là mình thua phải không? 1-2-3. Thì cái hai cái gì đó. Anh đánh hụt, anh đánh lại. Anh đánh một cái thôi chưa? Ê, ông Vinh để đây khó. 1-2-3. Ơi, thắng mà. Chém mà, chém mà, cái sao đó. Đúng rồi, đúng rồi. Anh luôn chết cái đầu lên. Anh để cái đâu, em không có đánh chung được như vậy. 1, 2, 3. 2, 3. Cái nhỏ này nó quay lâu quá. Chị đến chậm. Em chậm quá. Sao? Mấy ngân hả, em để xong rồi 5 phút sau nó mới quay qua mà. Ủa, chơi lại, chơi lại. Cái gì mà anh đưa cái đầu chơi hoài vậy? Chơi lại, chơi lại. Lại cái đó đi. Chơi lại. Nhỏ gian quá. Chơi lại, chơi lại. 1, 2, 3. Trời ơi, trời ơi. Sao nó né đi, nhưng mà chỉ chạy rồi. Vậy là ở lượt chơi cặp này là ngân thắng. Chung cuộc tới thời điểm này á là 2-1. Yeah. Ê, còn khả năng nữa. Hết rồi. Hết rồi. Bây giờ có cái này được, nó khó, nó phức tạp quá. Thiệt á. Đây, bây giờ vậy. Ai thách đấu vậy? Lực á. Lan Ngọc vô đây. Ai thách đấu vậy? Vô đây, Lan Ngọc vô đây. Em vô. Chủ trương rồi. À, bạn của Trương hả? Ai trả lời trước thì quánh người kia. Okay. À, đúng nha, đúng, đúng mới được quánh chứ. Đúng mới được quánh. Mình trả lời trước mà mình sai lập tức bị quánh. Còn mình trả lời mà đúng là mình được quánh. Được nhắc không? Không. 8 x 7. 8 x 7 là 6. 63. Anh nghĩ lâu quá rồi em à. Bây giờ thời bây buổi bây giờ người ta tính bằng máy tính không. 7 x 6. 7 x 7 = 363. 7 x 7 = 363. 7 x 7 = 363. 4 3 3 6 3 là cái gì? 3 6 3. 42 là tôi. 42 là tôi nói. Còn 7 x 6 là 3 6 3 luôn à. Thôi. Anh đã trả lại hai cái rồi. Hai cái đúng rồi, một cái trả lại, một cái. Một cái trả lại một cái lời. Đúng ạ. Mà ngân hàng của tôi lời nhiều dữ lắm. Một cái trả lại với một cái. 42. Rồi. Bên này mới đúng. 9 x 8. 8 phút. 8 phút. 8 phút. Ủa, cái trả lời mà. Đúng rồi, đúng rồi. Không, đó một cái nữa. Em chưa đánh ảnh. Nói nè. Em chưa đánh ảnh mà. Không có nghe kịp em nói gì. Chứ đánh ảnh. Nói chưa thôi. Quýnh làm sao mà tôi nói rồi. Cũng chưa kịp nói nữa. Tập trung, tập trung. 7 x 5. 12. 12. Người ta trước. Người ta trước. Tao. Người ta trước. Không bằng nhau, em nói 12 là em xuống liền. Người ta nói trước. Người ta nói 12. Anh ơi, chơi bằng nhau. Đừng có. Tại vì anh không chịu đánh. Anh ơi, đúng rồi. Anh quay phim làm chứng cho em. Lượt á, lượt trả lời trước. Còn em là em cứ quánh nằm nữa. Em cứ tính sao. Em nói là 12 là xuống cái đầu anh rồi. 12 rồi. Nè, đây nè, tôi vậy nè. 12. 12. Cái này là không, cái này là không, cái này là diễn lại, cái lại. Bây giờ là ao tới người khác. Em quýnh ra nãy giờ quá trời rồi. Một lần cuối thôi, một lần cuối thôi. Một lần cuối không? Đúng rồi. 21 gì bà? 21 gì bà? 21 gì bà? 21 gì bà? 21 gì bà là bạn. Bạn cho em. Bạn cho em. Bạn cho em. Nãy đã nói rồi. Giờ tới ai? Giờ tới Ngân. Ngân với ai? Ngân dạ đi. Từ từ, nương tay với em với chị dạ. Nương cái gì mà nương, để sát cái mặt vô vậy nè. Rồi, sẵn sàng chưa? Đánh gà dễ vô. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 7 nụ cười thương hôm nay mùa thứ mấy? Quên. Em mới có mùa thu là nó quất em rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ai bà luôn. Ai bà là đều ăn gian hết, người ta là trả lời. Trả lời trước mới đánh sau. Hay bà đánh trả lời. Tập trung nha, tập trung nha. Đồng xoài thuộc tỉnh nào? Đồng Nai. Ủa, sao chị quánh em trước? Đều ăn gian rõ ràng, em phải trả lời trước mới quánh chứ. Rồi. Mà em còn sai nữa.
ơi ơi ơi, đúng có được tán em nha. Bình Phước. Vương Phái. Em đúng rồi. Em trả lời sai, em muốn người ta phải trả lại cái đã. Ơi chúng có dài thôi, chúng có dài thôi. Ủa anh, mình nói nghe anh sai á, em quýnh anh kêu bản cú chương hơi tiền cái anh đồng xoài là sao thôi. Anh là sao là ừ, là anh vừa rồi. Con đố khác nhau, đố cặp một loại. Không, vô. Không. Rồi giờ tụi em bạn cái nữa. Không chơi nữa. Ra cho luôn chơi. Luân với Vinh phải đối gì cao siêu đúng không? Thôi, đơn giản thôi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 72 chia 2. 72 chia 2. 36. Đúng rồi. 5 x 9. Trời ơi. 40. Hey. Ở bên kia trả lời 40. Lớp, giúp tôi. Lớp, giúp tôi. Em 45 rồi, anh rồi, anh rồi. 40. 5 x 9, 40. Nhiều lĩnh vực anh. Nhiều lĩnh vực đúng không? Đúng rồi, sáo trộn lên. Địa lý. Khó quá. Địa lý đâu? Thôi cứ thử đi, cứ tùm lum la đi. Bốn mùa xuân hạ thu và... Đâu? Quề nhau đúng không? Căng thẳng thiệt. Ai cũng bị đánh hết á. Có trả lời hay không cũng bị đánh. Mỹ Tho thuộc tỉnh. Tiền Giang. Ôi, bên này trước, bên này trước. Ghê vậy? Không, em cũng đúng, em cũng sớt khớp luôn mà. Đúng chưa? Khớp. Đúng rồi, khớp. Nhưng mà chậm hơn người ta. Sao hai người này quýnh nhau hoài? Biển số 60 thuộc tỉnh nào? Đồng Nai. Thôi rồi. Anh chậm hơn. Đến giờ. Đúng. Ba Đức Đông Dương. Lào, Việt Nam, Campuchia. Có Malaysia trong vậy. Anh đỡ nữa. Quýnh chúng em hồi nãy sướt sướt. Anh vậy? 9 x 3. 9 x 3. 27. 9 x 3 nghe. 27. Đúng rồi. Đúng rồi. Tôi với em đã dàn 6 ngoài rồi chơi không? Đúng rồi. Anh được là cộng ra 21 nè, bởi vì hỏi người ta. Căng thẳng quá vậy. Cho một cái nữa à. Dựa vào câu trả lời của tụi em là quất nhau luôn hả? Tới tắp ngoài đây tự trả lời. Bây giờ là không. Đúng rồi. Anh phải chọn luôn. Không có, bây giờ mình... Bắt anh Vinh rồi nha. Ngọc bắt Vinh rồi đó. Ủa chị bộ mình kia chứ anh đâu mình ngoài. Vậy thì tôi bắt Luân. Em bắt anh Luân. Rồi đứng vô phía đi. Đứng vô phía đi. Tôi bắt anh Vinh. Rồi vô. Rồi. Chuẩn bị. Thua là phải chung đàng hoàng ngồi xuống vậy nha. Để chạy. Ngân ngồi xuống. Không chạy. Lái Thiêu tỉnh nào? Hậu Giang. Hậu Giang. Ủa tự nhiên tao bị hai cái vậy? Sai hả? Lái Thiêu mà Hậu Giang. Sai. Cuốn sai. Đền cái nữa. Lái Thiêu mà Hậu Giang. Lái Thiêu thuộc Bình Dương. Bình Dương nha mọi người. Lái Thiêu mà Hậu Giang. Gia Nghĩa thuộc tỉnh nào? Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông. Đắk Nông. Anh nghĩ không? Đừng chơi địa lý nữa được không? Đừng có đội mà. Chuẩn bị. Ngồi xuống. Bạn đừng chơi địa lý tội nghiệp tôi lại. Bây giờ em mới đợi này luôn. Bác anh Vinh luôn phải không? Vậy là con mình anh bắt xùm lum rồi đó. Trời ơi. Em thấy đội em chưa? Là sao? Là ba đứa em bắt Trương Thế Vinh. Rồi. Xong luôn. Được, tôi chơi. Ha, mỗi đứa một cây. Quỳ xuống. Anh quỳ xuống. Không chơi nữa. Đồng Nai có mấy thành phố? Bốn thành phố. Rồi, hai đập. Thành phố. Đập rồi đó. Ê, Luân đúng nha. Đồng Nai có hai thành phố. Em chưa đập luôn. Tôi quên mà không kịp nói luôn á. Đồng Nai có hai thành phố là thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh. Đúng rồi. Huyện Cẩm Đường thuộc tỉnh nào? Đồng Nai. Đồng Nai. Đúng rồi. Có đúng không? Có đúng không? Đúng rồi. Hai bé này quýnh anh Luật. Em không quýnh. Em bị liệu anh Luật ơi. Huyện Cẩm Đường, Đồng Nai. Em bị liệu. Quýnh tại anh Giang kêu là... Chưa? Biết được. Được phe nào? Tôi bắt xong Luân nữa. Anh, tin em. Ngã ba Vũng Tàu thuộc tỉnh nào? Đồng Nai. Thôi. Ôi.
Bây giờ anh đã thấy chưa? Lâu rồi. Trời ơi, còn cái cây này đúng không? Thôi cần cần cần. Ui bác trọng tài. Ui bác trọng tài. Ê lớn. Hồi nãy giờ tôi giúp được rất là nhiều. Là tôi đố tòa Đồng Nai bởi vì Luân là người Đồng Nai. Xong tôi đố bác trọng tài thuộc đỉnh Đồng Nai. Luân nói em biết mà em thích anh Lực bị đến. Em thích anh Lực bị đến. Không có, không có. Anh đừng có nghĩ em như vậy. Thấy chưa? Ơi, như vậy là vui rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến. Bây giờ trước khi đến. Ủa, bạn, bạn sau khi tôi mới đánh hội đồng, bạn kêu ngưng. Bạn không cho tôi gỡ. Gái không lẽ quánh ta. Ok, được rồi. Hồi nãy có anh Vinh với xong luôn. Nhào vô quýnh luôn. Đúng rồi. Mệt. Ôi mà cười mệt quá rồi. Ôi thằng em tôi. Thưa quý vị, trước khi đến với cái phần hình phạt cuối cùng, chúng ta cùng đến với gia đình cà phê rất ổn để xem hôm nay chuyện gì đã xảy ra. Xin mời.